mà dùng nếp nha Nhân. Dạ dùng nếp. Những cái thối nhỏ nhỏ đó là nếp á. Mình có lại gọn được không anh? Là một loại nước chấm gì đó của Lào. Đó, mình sẽ chấm vô một ít như thế này. Lạp cá. Lạp cá nè. Cá lạp cá. Nó có một cái vị gọi là cái vị cay cay. Ở trong này rất là nhiều ớt. Và mình sẽ ăn cặp với cái bông này là loại bông gì mà không biết, mà anh cứ mời mình ăn à. Cái bông này thì nó có vị thuốc, có vị thuốc thuốc Nam thuốc Bắc hả? Đó. Và nó chị mình gần là thước cái này rồi chấm vô đây ăn. Xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang trên đoạn đường đi đến một cái ngôi đền khá là linh thiêng, đó là đền Hòa Phu tại tỉnh Champasak của Lào. Và chỉ còn 7,5 km nữa thôi thì sẽ đến đền Hòa Phu Champasak. Và Bùi Hồ hôm nay cùng với cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đi đến một cái ngôi chùa gọi là chùa Wat Hat, một cái ngôi chùa của Lào. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 và đối với người dân Lào và cuộc sống của người Lào gắn liền với Phật giáo từ lúc mới sinh ra cho đến có gia đình và đến khi mất đi. Và để hiểu rõ thêm về điều đó, mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Ngôi chùa này có tên là ngôi chùa Wat Hat, cũng giống như tất cả các ngôi chùa Khmer của Việt Nam. Thì ngôi chùa này là theo trường phái Nam Tông. Và ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 thì Bùi Hồ cũng muốn cùng cô bác quý anh chị vô đây, vô trong ngôi chùa này ha. Đây là khu bán bánh tráng nướng, giống như là một cái ngày hội rất là lớn ở đây á. Đối với người dân Lào cũng thì cái cuộc sống, cái Phật giáo được coi là một cái quốc đạo, và cuộc sống của người dân á, thì họ gắn liền với lại đạo Phật. Từ lúc mới sinh ra thì được đem vô để cho các vị sư gửi cho các vị sư nuôi dưỡng. Sau đó thì lớn lên thì có vợ thì cũng cũng nhờ các vị sư để làm một cái lễ gì đó. Sau đó thì có những cái tài sản gì đó cũng đem vô chùa cho các vị sư thầy làm phép. Và đến lúc họ mất đi thì tro cốt lại được gửi ở trong chùa. Giờ này cũng là giờ trưa, khoảng 11 giờ. Hôm 11 giờ cũng là giờ các vị sư đang dùng cơm. Đây là hộp gà bán ở trong chùa luôn. Đây là hộp gà. Cô này là một người Lào nha mọi người. Người Lào thì có vẻ khá là thân thiện. Thấy có mấy cô này chắc là mấy cô Phật tử hả anh Hồ? Đúng rồi. Mấy cô Phật tử đang ngồi kết những cái hoa gì đó. Hôm nay là ngày gầm tháng 10 thì các cô đem vô đây kết những cái hoa để làm lễ. Và đồng thời thì các cô sẽ dâng cơm cho các vị sư ăn dùng cơm ở trong kia. Lúc nãy trước khi vô đây thì anh cũng đã có xin phép các sư để mà anh em mình ghi hình. Đó. Dạ. Quay về hoa này trước đi ha. Tiếc là mình lại không biết được gì để mà mình hỏi mấy cô hết. Đây là hoa vạn thọ. Hoa vạn thọ. Thì ở trong các sư mà các chùa mà Nam Tông á thì sử dụng hoa vạn thọ này là chính. Ở đây là các nhang, gọi là nhang không khói, nhang không á, gọi là được không có đốt. Mỗi một bó như vậy được các cô Phật tử bó lại á, thì có khoảng 2-3 cái bông vạn thọ, cùng với đó là 2 cây đèn cầy nè anh Hồ. Đúng rồi. Và 3 nén nhang. À, hình như là mỗi một ấy là chỉ có 2 bông thôi. 2 bông vạn thọ, 3 nén nhang và 2 cây nến. Anh em mình đi giờ này thì các cô ở đây á cũng làm lễ dâng cơm cho các sư xong rồi, và các sư đang dùng cơm ở trong kia kìa.
Và ở đây thì ở Lào thì các sư dùng nếp chứ không phải là dùng cơm nha, dùng không phải là dùng dùng gạo giống như ở Việt Nam mình. Trang phục của mấy cô thì chắc là trang phục đặc trưng của người Lào. Đúng rồi. Dạ. Dạ, si bay đi. Bay đi. Dạ. Em có để ý rằng là đa số chủ yếu là các cô thôi chứ không có các người, Phật tử là nam á. Mình nãy nọ có xin phép chia sẻ về bữa cơm của các sư được không á? Được. Đây là cái nước mà các sư ban phép cho các Phật tử á. Nước ban phép hả? À, ở trong đây có dầu thơm đâu, còn phần này là các Phật tử cúng dường đồ nè. Em thấy có những củ như là củ nghệ hay gì đó, hình như là nghệ. Rồi một số cái loại lá cùng với đó là chanh. Một số cái loại lá khô gì đó mình cũng không biết. Tiếc là anh em mình đi hơi trễ á nha. Mỗi nến ở đây kết rất là đẹp nè anh Hồ. Đúng rồi. Nến là đúng không? Nến dây. Đây là tiền cúng dường. Tiền cúng dường sẽ đặt ở trong một cái lá chuối quấn lại, thêm những cái nến, những cái cây nến như thế này nè. Và phía trước là các sư đang ngồi dùng bữa đúng không anh? Đúng rồi. Theo như truyền thống mà khất thực á, ở trong Phật giáo Nam Tông á, thì cúng gì ăn nấy, chay mặn gì cũng cũng được hết, tùy vào cái tấm lòng của người cúng đúng không anh? Đúng rồi. Cho nên là bữa cơm này em thấy là có thịt kho nè, thịt heo quay nữa nè. Nhưng mà dùng nếp nha nhân. Dạ, dùng nếp. Những cái thố nhỏ nhỏ đó là nếp á. Mình có lại gần được không anh? Anh cũng không có gần, anh chỉ hỏi sư, các sư quay thôi. Hình như là những sư ở dưới này là những sư nhỏ hơn, còn sư trụ trì thì hình như là ngồi ở phía bên trong kia kìa, ngồi riêng ở phía trong á. Cái đó là bức tượng. Ủa? Tượng sáo. Ôi. Tượng. Sao giống dữ vậy? Ờ. Em thấy cái sợi dây trắng trắng không? Cái sợi dây trắng trắng ở trên không? Dạ. À, đó là cái sư dùng để làm phép á. Kết giới ha. Anh không hiểu như thế nào mà các sư thường dùng các sợi dây đó để làm phép á. Phía bên trong bàn cũng làm cho các Phật tử. Có khá là nhiều những bức tượng đúng không anh? Dạ. Và các sư đã dùng xong rồi. Đã khai quân phù hạn không hả? Đi. Hết rồi. Còn phun cho kia mà hết rồi hả? Ở đây có một cô Phật tử, một bác Phật tử rất là lớn tuổi rồi. Bác thì đang ăn trầu. Bác đang tên trầu. Còn cô này thì đang quấn nến nè. Đối với người dân Lào, mỗi buổi chiều sau khi đi làm về thì việc đến chùa là một niềm vui. Mấy cô kết những cái hoa cúng đẹp quá luôn á anh Hồng. Đúng rồi. Kết bằng những cái lá chuối mà khéo tay ghê không. Còn bà cụ thì đang tiêm trầu nè, như là quấn để cúng. Tiếc một điều là anh em mình đi trễ. Cô nói mình không hiểu gì luôn á. Con Việt Nam. Dạ, Việt Nam. À, thôi bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ đi qua bên kia, tại vì cũng không có hiểu gì lắm, cũng không có người hướng dẫn, nên thành nữ là Bùi Hồ với lại Nhân cũng không có
biết gì nhiều về cái phong tục tập quán ở đây. Trong cái khuôn viên chùa thì cũng được bày bán giống như là ở ngoài vậy á. Ở đây thì cũng có bia nè, cũng có những cái đồ nướng và có nếp luôn. Ở đây là thịt nướng. Em đây là người Lào. Có một cái chú kia kìa. Đây là bánh kẹp. Bên kia thậm chí là có cả cái đoàn lô tô ở bên kia luôn. Ở đây thì vào ngày gầm tháng 10 như thế này thì đối với người Lào thì giống như là một cái lễ hội vậy á. Vì rất là nhiều Phật tử đến đây để vào đây nghe các sư được ban phước lành, thì đồng thời đó là có những cái dịch vụ buôn bán ở trong này luôn, chứ không phải giống như ở một số chùa ở Việt Nam thì việc buôn bán trong chùa được cho là không được, nhưng mà ở đây thì vẫn cứ buôn bán diễn ra bình thường. Đây là một cái tháp, chắc là tháp của một vị sư trụ trì ở đây. Và mọi người cũng mới vừa làm lễ xong á, cũng khá là trang nghiêm luôn. Đây là một cái khu vui chơi. Rất là ồn ào. Các đứa trẻ nhún nhảy ở trên một cái đệm như thế này. Ở đây là một cái quầy bán đồ ăn cũng ở trong khuôn viên chùa luôn. Hình như cô này là bán một cái món gì đó, là một cái ẩm thực của Lào. Việt Nam. Bánh canh. Một cái bàn ăn nhỏ nhỏ. Ở trên này có trải một cái tấm chiếu. Và đây chắc có lẽ là cái nồi nước lèo. Và cô có lẽ vẻ là cô nói là cái nồi nó ở trong đây. Dạ, cho con coi với. Một cái nồi giống như là nồi bún riêu. Và đây là một cái bạn nữ Lào rất là xinh đẹp. Việt Nam. Bạn này không biết là có được học mà có biết tiếng Việt không? Tiếng Việt, Việt Nam. Việt Nam. Nếu như ở Việt Nam thì tất cả các chùa thì có giữ sự thanh tịnh lặng lẽ, thì ở đây thì vào ngày lễ này thì chùa diễn ra rất là náo nhiệt, sôi động với những cái trò chơi dân gian được tổ chức ở trong chùa như thế này. Đây có chú này bán cái gì nè. Dạ, dạ chú. Cà lem. Dạ. Cà lem. Anh chú nói cà lem. Cà lem, cà lem. Kem. Kem. Và
và sau khi các vị sư mà dùng cơm xong thì sẽ đến các Phật tử sẽ dọn ra để dùng cơm. Và thậm chí khi nào mà Bùi Hồ quay một cái thước phim như thế này, có anh này ảnh kêu mình gọi là dùng cơm và các anh ăn nếp nè. Lên đây quay cho cô bác quý vị xem ha. Dạ. Dạ. Dạ kinh. À xin bài đi. Dạ. Anh này là dùng nếp. Xin bài đi. Việt Nam. Dạ. Người Lào tỏ vẻ rất là thân thiện. À, chia sẻ với một chút với cô bác quý anh chị là khi người Lào bóc một cái miếng nếp ăn đó thì sẽ do nắm lại và sẽ đưa cái miếng thức ăn đó vào miệng của mình bằng cái tay phải. Và họ ăn một gọi là ăn nếp suốt ngày luôn á, có nghĩa là khi nào họ đói ăn. Và những cái thố nhỏ nhỏ đó là khi nào mà lên nương lên gãy đó thì họ sẽ đem theo và ăn bất cứ lúc nào. Ở đây thì các vị sư ăn thì gồm có thịt rồi cá ghi, hôm nay là một ngày lễ nên đồ ăn cũng khá là nhiều. Dạ bò ngon. Cũng như ở clip, những cái clip trước á thì Bùi Hồ có chia sẻ rằng là khi mà các sư ăn thì các Phật tử sẽ dùng cơm nếp và được bóc nắm như thế này đó. Vô đây thì không có phân biệt là xa hay lạ, quen gì hết á, gặp thì cô cứ mừng. Và đây là một phong tục rất độc đáo và khá là hay của người Lào. Cô nói với anh á là kim khẩu, là cô mời mình ăn cơm á. À kim dạ dạ dạ. Người Lào rất là hiếu khách luôn và đặc biệt là gặp mình thì cứ kêu là kim khẩu ăn cơm mời ăn nếp. Dạ. Dạ. Để mình xin phép mình quay dạ. Ở đây gồm có là ô không biết cho chèm một con. Cái này là cây cây rau. Cà đau. Dạ. Ồ. Dạ. Ồ. Ồ. Đang ăn cơm hả? Dạ, ăn cơm. Dạ em ăn rồi. Ồ anh kêu mình mời mình ăn cái này nè. Cái này anh kêu là thắt cà đau. Ở cà đau. Xa lao. À, đây là một cái loại bông. Một loại bông gì đó mà anh kêu mình dùng. Dạ. Nhân ăn thử này ra, anh em mình ăn thử một miếng bông này. Em cầm đi, anh xin anh một miếng nữa. Dạ. Đi bữa thám mình, bữa thám giá đi. Giá chậu. Hôm qua nay á anh họ em cứ thắc mắc đó là những cái này để dùng làm gì thì ra để đựng nếp. À. Hình như là để đậy lại. Cái này là để đậy lại. Đúng rồi. Còn nếu như mà không ấy thì mình bỏ vô như thế này nè. Đó, mở ra vui ghê. Vui. Cái này là đậy lại. Yeah. Vui quá. Vui quá. Dễ thương ghê. Nói về anh vui thương ha, nhỏ nhỏ. Rau đi, kinh khẩu. Mấy anh chị này chắc là người Lào không ha? Người Lào không à. Không biết là con chị nào nói tiếng Việt được không?
ít tiếng Việt nè. Dạ. Tiếng Lào lại. Món này là gì anh? Lạp ba. Ba à, chị này nó của Việt Nam. Cái này cái gì ăn thử? Anh fish. Fish. Nó cay cay. Cá. Ừ. Này là thịt kho hộp vịt nè. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Ngon. Dạ, mời mình ăn. Cơm. Thật ra thì mình rất là ấn tượng với lại những cái như thế này. Đó là những cái hố đựng nếp á. Thì các anh thì mời mình ăn cơm. Và chắc có lẽ cô bác quý anh chị sẽ xem clip sẽ hiểu. Khi các anh bóc đồ ăn thì bằng tay trái và giò hai tay, và khi ăn đồ ăn đưa lên miệng như thế này nè, và ăn bằng tay phải đó, mình sẽ lấy một ít mình giò như thế này. Cái này là một loại nước chấm gì đó của Lào đó, mình sẽ chấm vô một ít như thế này. Lạp cá. Nó có một cái vị gọi là cái vị cay cay. Ở trong này rất là nhiều ớt. Và mình sẽ ăn cặp với cái bông này, là loại bông gì mà không biết, mà anh cứ mời mình ăn à. Cái bông này thì nó có vị thuốc, có vị thuốc thuốc Nam thuốc Bắc hả? Đó. Và nó chị mình gần là thước cái này rồi chấm vô đây ăn. Và đưa thức ăn vô miệng á, đưa bằng tay phải. Ăn cái vị thì nó nhẫn giống như là kiểu giống như là cái cây gì ở Việt Nam á, cái cây gì mà nó đắng đắng như giống như sầu đâu á. Đó, mình sẽ chấm này vô miếng nữa. Việc mà dùng cái tay phải đưa thức ăn vô miệng là một cái gọi là quý cái món thức ăn á, không được dùng tay trái thì là dùng những việc khác. Ngon. Chia tay đi. Chia tay đi có nghĩa là từ đó mà có nghĩa là cảm ơn. Thì nói chung thì cuộc sống của người Lào rất là hiền hòa và thân thiện. Và cùng ngồi đây ăn với lại các anh chị ở đây là một điều khá là bình thường. Chỉ có điều là món ăn nó lạ hơn so với Việt Nam mình, nên mình cũng cái này nè, nó có vị cay nồng ngộ lắm. Hả? Thì nhân em có muốn thưởng thức thử không? Đi bay đi. Cộng chay. Cảm ơn là cộng chay. Nhầm rồi. Cộng chay. Dạ. Cộng chay lai lai. Cảm ơn nhiều là cộng chay lai lai. Thì hôm nay là một cái đoạn clip khá là thú vị ngay tại ngôi chùa Wat Hát này, một cái ngôi chùa của thành phố Champa Sắc cũ của Lào á. Thì đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị hiểu thêm về cái cuộc sống của người Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha. Xin chào cô đi. Cốp chay lai lai. Cảm ơn ra về mà cứ xin chào. Xin chào.